Vâng, em chào các bác. Em Toàn Thắng đây, đại diện cho shop hàng Nhật. Hôm nay lại lên giới thiệu với các bác. Đây vừa về được hai mẫu sản phẩm máy lọc nước các bác nhé. Đây em mới về một em Leverlux DX bản Nhật điện 100. Con này là bản Nhật gốc, tại Nhật điện 100 các bác nhé. Bản này thì cực kỳ hiếm luôn các bạn. Hiếm khi mua được những em như này. Và một con chim Ion Hyper, các bác nhìn này. Con chim Ion Hyper nó mới như thế này. Đấy. Mới đét này ra luôn. Ai vừa em bóc thùng ra đây các bác nhá. Vừa em bóc thùng ra. Bản Leverlux DX này thì nó là bản đập hộp. Bản đập hộp nguyên đai, nguyên kiện, nguyên sách các thứ. Đấy, các bác nhìn này, còn đầy đủ hết tất cả giấy tờ thùng hộp và nó là bản mới. Leverlux thì nó có Leverlux DX, Leverlux Super và Leverlux RR này, SD. Đấy, con này thì mới đọc hộp bên Nhật. Dòng này cực kỳ hiếm. Thì em về được hai con. Thì bác nào mà có nhu cầu quan tâm về máy lọc nước thì nhấc máy alo cho em 0914300368. Nhà em có địa chỉ tại Khói Châu Nghiên. Bác nào lấy thì em sẽ mang tận nơi em lắp đặt. Đây, dòng sản phẩm này thì nó là hàng sản phẩm hàng đấu giá về các bác nhé. Hàng lướt đấy, hàng xài mới kính cong luôn đấy. Còn con này là đập hộp. Đấy, con chim Hyper là thuộc dạng hàng xài lướt kính cong luôn. Em này là hàng đập hộp. Cái sản phẩm Leverlux DX này thì nhà em bán là cái giá là 32 triệu. 32 triệu các bác nhé. 32 triệu. Đấy, còn chim Hyper này thì bản thân bán như này, một con chim Hyper này là nhà em đang bán là 13 triệu các bác nhé. 13 triệu. Nếu mà các bác có muốn quan tâm hướng dẫn sử dụng và lắp đặt thì em sẽ mang đến tận nơi. Thì các bác sẽ mất thêm một bộ phí một bộ lọc chặn này, bộ lọc tiền lọc này và vòi này, nguồn này. Đấy, em sẽ mang đến tận nơi lắp đặt cho các bác. Đấy, dòng sản phẩm này thì rất là đẹp và rất là hot luôn. Nếu bác nào quan tâm thay đổi nguồn nước nhà mình, hãy nhấc máy cho em. Nhấc máy alo cho em. Những sản phẩm này thì cực kỳ ít và hiếm các bác nhé. Đấy, chào các bác đã quan tâm video. Cái này bản Nhật nhé các bác nhé. Bản Nhật này nó mới quý này. Bản Nhật này nó mới quý này. Nếu bác nào tìm hiểu về bản Nhật này thì hãy quan tâm đến sản phẩm này. Đấy, em chào các bác.